Chị mến chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại đoạn đường Dựng Tảo. Khu vực này thì em sẽ di chuyển ra khu vực chợ Dựng Tảo thì chia sẻ một số hình ảnh cho bà con mình ha. Đây cả nhà mình vẫn thấy ha, bên khu này cũng là thuê nhà hoặc bán nhà cả nhà. Về khu vực Dựng Tảo thì cả nhà mình vẫn thấy là cũng nhiều bà con kinh doanh bên đây, cũng như là làm tóc hay là công ty. Rồi nhiều cơ sở bên đây. Bây giờ thì nhiều tình trạng mà kinh doanh không được á, người ta đóng cửa hàng loạt rất là nhiều cả nhà. Cả nhà mình vẫn thấy bên đây nè. Cũng đóng cửa ha, thì công ty ha, rồi bên đây là nhà bán nữa nè, cái nhà mình thấy ha, kêu bán nhà nói chung là đa số thì những chủ nhà đang cũng cần tiền mới kêu bán đó nha. Nay thì kinh doanh không được, xưa thì kinh doanh tiệm nail nó mi rồi ha, bên đây thì công ty rồi các văn phòng rồi các kinh doanh làm tóc làm nail cũng hơi bị nhiều cả nhà, đây tóc nè ha, cũng khá nhiều ở trên khu vực tuyến đường Dựng Tảo này. Em sẽ di chuyển qua con đường Dựng Tảo, trên chờ tuyến đường chợ Dựng Tảo luôn. Đây cả nhà mình nhìn thấy chợ Dựng Tảo đây, để chia sẻ một số hình ảnh của bà con kinh doanh mua bán trong đây như thế nào. Đây là giao lộ đường Nguyễn Văn Phương ra đường Dựng Tảo đó nha, đây là ngôi chợ Dựng Tảo đây. Các nhà thấy sơn đậu bên ngoài, có nhà cô bên đây buôn bán kinh doanh, nói chung là cũng nhiều mặt hàng như là bán soi thực phẩm bức ăn buổi sáng rồi đó. Giờ là khoảng 10 giờ rồi cả nhà, 10 giờ rồi thì bà con kinh doanh bên đây nói chung là cũng hơi bị vắng, mua bán hơi bị chậm nè, rồi sạp đóng cửa nhiều ha. Tình hình năm nay thì những cái sạp của bà con hôm nay thì mua bán hơi bị chậm đi, rồi đóng cửa. Cái nhà thấy trong chợ mình như vậy khó khăn ghê, chào cô đang ra tiệm thịt heo cả nhà, đóng luôn nè, heo còn như vậy nữa nha. Đây cái nhà mình thấy thịt heo mà còn có dây nè. Mấy trăm ký heo luôn cả nhà, heo cả nhà thấy rồi đó, 3-4 tiệm mà, 3-4 tiệm heo luôn mà còn mấy trăm ký heo luôn. Kinh doanh của bà con năm nay thì cắt giảm khá nhiều, nhiều sự kinh doanh của bà con buôn bán số lượng người ta hạn chế là nhiều lắm cả nhà, mà sao hôm nay thì thịt heo còn nhiều quá. Mọi người khó khăn, cả nhà thấy không? Mấy cô chú bên đây nói chung cũng khó khăn. Em cũng không có nhiều, em cũng giúp đỡ cho bà con khó khăn. Nói chung là mình thấy hoàn cảnh khó khăn, mình giúp đỡ phần nào thôi cả nhà. Cả nhà thấy không, nhiều thật về mà con còn nhiều quá trời luôn. Bên đây mua bán gạo ha, rồi thực phẩm thức ăn luôn ha, quá chậm luôn, khách hàng thì không thấy luôn cả nhà, xe chạy cũng mít nữa. Rau củ quả thì chắc đầy đống đống luôn, nhưng mà bán thì không thấy ai, sập cho thuê cả nhà, bỏ trống luôn nè, bỏ trống sạp luôn nè, bỏ trống khá nhiều quy dàn sạp luôn. Về khu vực chợ Dựng Tảo này cả nhà mình vẫn thấy rồi, buôn bán thì nhiều mặt hàng, kinh doanh thì khá nhiều, mà bà con thì đi mua thì thấy khá ít cả nhà ha, đồ còn quá trời luôn. Trước 10 giờ hơn rồi, bây giờ còn quá trời đồ như vậy nè. Lúc trước thì người ta mua một củ đồ thì người ta bán trong vòng buổi sáng là hết, bây giờ người ta mua củ đồ người ta bán 2-3 bữa luôn cả nhà. Mấy cái nhà mình nhìn thấy rồi đó, không thấy gọi là khách hàng luôn. Ừ.
đây sạp cũng bà sạp bỏ trống luôn, các bạn thấy không, sạp bỏ trống luôn. Khi người ta buôn bán không được đó, người ta bỏ sạp, người ta sang sạp luôn, đây để trống luôn, các bạn thấy không. Rồi chỗ bán quần áo cũng giống quê. Vì đây thì bán rất nhiều thực phẩm như phẩm thức ăn và như đậu khô, đậu khô, đậu quá rồi. Nói chung là đầy đủ hết cho bà con mình chọn lựa luôn đó nha. Bây giờ thì kinh doanh của bà con thì nó vắng như vậy. Chỗ nào cũng bồn đồ quá trời. Đây là di chuyển đi ra đoạn đường Nguyễn Duy Dương nha các nhà ha. Cũng sẽ rẽ ra bên đoạn đường khu vực của bà Hà. Bên ngoài thì cái nhà cũng thấy là số lượng khách hàng cũng không có được đông. Như vậy thì bên trong thì đâu có gọi là đông đúc để kinh doanh mua bán đâu cả nhà. Bà con mình mua bán thì nói chung cũng có khi gặp lỗ nhiều lắm. Bây giờ thì nhiều mặt hàng mua bán online á, người ta thực phẩm thức ăn thì các nhà thấy nhiều chiếc xe của các cô chạy xe đạp vòng vòng á, người ta là khu phố người ta buôn bán hết khá nhiều rồi. Bây giờ thì hàng ngoài chợ thì khá chậm. Tại vì các cô mà ở ngoài tỉnh vào đây á, Sài Gòn mình người ta chạy vòng vòng, người ta mua thịt thà cá mắm, người ta xe đạp, người ta chạy đường nhà đường nhà, người ta hỏi. Rồi có nhiều người ta lừa đi ra đường, người ta cũng mua. Nói chung là mua có giá cả này cũng bằng ngoài chợ thôi. Nói chung là có người thì dặn mai đem nó đến. Nhiều có nhiều cô chú anh chị cần ăn cái gì thì nói cho những cô đó thì đem đến cho mình rồi để tìm thôi. Tương bao nhiêu tính bao nhiêu thôi. Chứ có nhà mình thấy bây giờ mà mặt hàng ngoài chợ đó, cần trước lắm người ta mới ra đường người ta mua. Còn gặp lớp mà mặt hàng mà buôn bán dạng như là mua bán kinh doanh mà những thời trang hay là những cái gọi là cần xài á, người ta mua bạn qua mạng online nữa chứ, như là TikTok nè, rồi Shopee nè, Lazada, Kiki, rồi nói chung là rất là nhiều các cái thương hiệu mà dạng như là để chia sẻ mà mua bán online. Với vậy bây giờ mua bán của bà con mà bên ngoài như vậy nè, cũng gọi là hình ảnh bà con thấy nè, rất là chậm luôn ha, từ khoản bức ăn, từ hàng hóa đã quá, rồi từ cái chủ cửa hàng nhỏ lớn, rất là chậm luôn đó nha. Để em vẽ cái hướng này đi vào bên chính giữa trường chợ ha, cho cả nhà mình xem khu vực bên này như thế nào. Đây là con đường bạn em vô cả nhà ha. Bên hông này cũng khá mua bán được nè cả nhà. Nói chung là em chia sẻ những hình ảnh thực tế của bà con mình đi mua bán hoặc là đi mua sắm. Bà con mua bán đông thì em quay những cảnh đẹp hơn. Bên đây cũng đông ha, cái đường này hơi rộng thì cũng khá đông khách hàng như mua như quần áo, đồ xi rồi chọn lựa nè các nhà. Đây thịt khẩu răng nè, các nhà thấy không, thịt quá trời luôn. Nói chung là thịt bây giờ còn rất là nhiều luôn, ta hạn chế nữa nha. Hạn chế bây giờ mọi thức ăn phải hạn chế rất là nhiều luôn, cắt giảm dưa tiêu mà ai cũng làm ăn cũng khó khăn hết. Rồi đi mua thịt hồi xưa, đi mua đồ ăn này kia đồ ta xách hết mang, còn bây giờ cả nhà mình thấy mua bán rất là chậm luôn. Bây giờ mua một túi nhỏ, cả nhà thấy nè, một túi nhỏ nhỏ thôi, một túi nhỏ nhỏ thôi đủ ăn thôi cả nhà. Hồi xưa thì hai ba tụng, bây giờ mua túi nhỏ nhỏ vừa đủ ăn thôi nè. Cái nhà mình thấy qua màn ống kính rồi, nhiều bà con mình đi mua sắm mà mua đồ ăn về cho gia đình mình đó. Thịt này các nhà thấy rất là nhiều luôn ha. Nay người buôn bán nói chung là cũng không y như ý muốn. Trên tuyến đường Nhật Tảo thì cái nhà mình thấy nó sẽ nhiều nhánh lắm, nhiều đường vô lắm, mua bán cũng nhiều đoạn ha. Cũng mong rằng bà con ai mở cái tiệm sạp mua bán ra cũng bán được hết, để có cái đồng lời để trang trải cuộc sống gia đình. Nên cái nhà thấy hàng loạt cái sạp mà bên đây buôn bán cá này, thịt này, bỏ này,
Đây, sang sạp đây, từ bên đây qua đây luôn nha, thấy không? Sang rất là nhiều sạp luôn, để chống sạp luôn ha, bỏ chống như thế này luôn. Chạy đoạn đoạn là sang sạp bỏ sạp, cái tới đây cũng vẫn vậy nè cả nhà, nó để đồ đỡ luôn nè. Ở trên đây thì đóng cửa sạp, nhiều sạp đóng cửa. Mua bán của bà con khá nhiều ha, cái nhà mình thấy ha. Bên đây thì bán quần áo nè, từ xưa giờ là những sạp bên đây quần áo và bán mỹ phẩm. Một bên thì bán về bún và bán đập quá, hai bên. Em sẽ rẽ về ngã Nguyễn Duy Phương, chia sẻ một số ảnh về Nguyễn Duy Phương cho cả nhà ha. Ra đến ngã tư đường Nguyễn Duy Phương thì Nhật Tảo cả nhà mình thấy ra ngoài đây thì trong góc thì ngân hàng nè, quán cà phê nè. Hôm nay thì ngân hàng nói chung là cũng không có gọi là đông, cũng có tương đối có lượng khách nè. Tại vì bây giờ số đường lãi suất bây giờ hơi bị thấp cả nhà. Bây giờ người ta rút tiền ra, người ta mua đất, mua đai hoặc là mua những tài sản bất động sản hay là người ta làm ăn gì đó. Ngân hàng cũng hỗ trợ một số tình hình để cho bà con mình giảm lãi suất để đi mua nhà, mua đất, mua đai. Nói chung là cũng tạo điều kiện nhiều cho bà con mình. Ngân hàng thì đồng ra đồng vô trong số tiền gỡ để trang trải cho bà con mình vay mượn để đầu tư kinh doanh. Bên đây thì cái nhà mình thấy là mua bán thực phẩm nước ăn cũng khá nhiều ha. Về cơm gà Hải Nam, cơm gà Hải Nam thì cũng có tiếng rất là nhiều đó nha. Có tiếng rất là lâu rồi đó, mấy chục năm nay rồi, chứ là có tiếng. Cơm gà Hải Nam với lại là cơm gà Đông Nguyên, bởi vì kinh doanh mua bán rất là nhiều, khá nhiều chỗ kinh doanh, dễ kinh doanh cho bà con mình. Nhiều cửa hàng thì kinh doanh mua bán bị vắng là nói chung là tôi tình hình chung mình cũng mua bán hơi bị chậm đi, cũng có nhiều cửa hàng mua bán cũng đông đó nha. Nói chung là tùy theo cái loại mà thực phẩm thức ăn hay là cái mục đích người ta dọn lựa, chứ không phải là cái cửa hàng nào cũng vắng hay là cái cơ sở nào cũng đông. Ở đây cả nhà thấy không, nhiều cái cơ sở nước ép mà mua bán rất là nhiều luôn. Cái tới đây thì bà con mình mua bán nước rất là nhiều, ép là nước cam nè, rồi cà phê giải khát nè, ở ngoài lề phố cũng khá nhiều ha, các nhà thấy ha. Nhưng mà số lượng khách hàng thì cũng khá chậm so với nhiều khu vực khác mà đợi như là bán nhỏ lẻ hay là bán cho tiện lợi. Đa số thì tiện lợi thì người ta dùng nhiều hơn, nhưng mà thời điểm này thì là tiện lợi thì cũng gọi là hơi bị chậm hơn nhiều so với những năm trước luôn cả nhà. Thì hôm nay bà con mình cắt giảm khá nhiều, đi đâu thì mũi đắng thì cũng đem cái nước theo hết, bỏ ông xe cả nhà. Tại vì xe Honda bây giờ có nhiều xe có học á, như em cũng xe có học nên bỏ luôn học xe, khác thì mình phải sử dụng thôi. Ngoài Nguyễn Duy Phương thì các nhà thấy là rất là nhiều chủ ngân hàng bên đây luôn, ngân hàng BBB, Sacombank, rồi ngân hàng ACB, nói chung là rất là nhiều chủ ngân hàng về đây. Một cái đường sầm uất là ngân hàng nhưng mà người đây rất là nhiều. Và đến đây thì em cũng đã di chuyển cập nhật cho bà con mình chia sẻ bằng ống kính về Nhật Tảo và giai đoạn Nguyễn Duy Phương này. Em cũng xin cô chú anh chị và các bạn mình đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái gọi là clip mới nhất để xem. Em cảm ơn cô chú anh chị đồng hành cùng em. Và xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.